Thưa quý vị, cặp đôi Công Phương trong phim Gia đình mình vui bất thình lình tạo ấn tượng với khán giả bởi màu sắc riêng so với các cặp đôi khác. Chia sẻ cùng VTV Kết Nối, nghệ sĩ Kiều Anh và Quang Sự cho biết họ đã dành nhiều tâm huyết cho hai vai diễn đánh dấu lần đầu kết hợp này. Và đồng thời, hai diễn viên cũng hé mở những điều bất ngờ sắp tới xoay quanh vợ chồng Công Phương. Qua những tập đầu phát sóng trên kênh VTV3, khán giả theo dõi phim Gia đình mình vui bất thình lình đã làm quen với một gia đình nhiều thế hệ. Ở đó, mỗi cặp vợ chồng phản chiếu một giai đoạn của hôn nhân. Cặp đôi anh cả Công Phương mang tới nét trầm tư, kiểu cách có phần gia trưởng. Ở lần đầu kết hợp, hai nghệ sĩ Kiều Anh và Quang Sự nhanh chóng tìm được tiếng nói chung để tạo nên hình ảnh cặp đôi giàu cảm xúc. Phim này là lần đầu tiên mà Kiều Anh được đóng cùng với lại Quang Sự. Thì trước đây thì Sự cũng đã là một người mà Kiều Anh rất là hâm mộ. Đây cũng là một cái rất là bất ngờ và một cái thú vị. Mà khi mà nhận kịch bản thì Kiều Anh cũng có thêm phần thích thú khi mà người bạn diễn của mình là Quang Sự. Chị cũng là một người bạn diễn là khá là tâm lý. Hai chị em cũng chủ động tương tác với nhau, có thể chia sẻ. Thì cho đến thời điểm này Quang Sự thấy rất là thoải mái. Và hy vọng là cái sự hợp tác này sẽ được quý vị khán giả đón nhận cách nó rất là hoan nghênh. Chúng tôi đã cố gắng để tạo ra những cặp đôi mà có tính tương tác rất là cao, có những sự hấp dẫn để cho khán giả thể chờ đợi. Cặp cả của chúng tôi thì là Quang Sự và Kiều Anh. Chúng ta thể nhìn thấy rằng họ có những độ đằm của lứa tuổi 40, có những vấn đề trong lứa tuổi. Chúng tôi rất may mắn khi có được Quang Sự, một người gốc Bắc hoạt động nghệ thuật ở trong miền Nam, nên là anh cũng rất là nhanh chóng để bắt nhịp được với cả cách thức diễn xuất cũng như là lối sống của người dân phía Bắc, đặc biệt là người dân Hà Nội cổ. Trong cuộc sống hàng ngày, gia đình anh cả Công Phương khiến người xem cảm nhận những dạng đất ngầm bởi tính cách khác biệt giữa hai nhân vật. Với dạng vai sở trường, nghệ sĩ ưu tú Kiều Anh và Quang Sự đã mang đến những nét tươi mới trong diễn xuất và tạo hình. Cả hai không ngại làm xấu ngoại hình để thể hiện nét cá tính riêng của nhân vật, đồng thời tạo sự lôi cuốn bí ẩn cho vai diễn. Công là một nhân vật mà có thể gọi là bề ngoài thì hơi luộm thuộm, rồi không có trau chuốt về mặt hình ảnh. Còn nói năng hay tính cách có vẻ hơi kiểu khô, hơi một chút gì đó ra trường. Nhưng thật sự tất cả mọi thứ nó đều có lý do. Ngày xưa thì thời sinh viên, thời còn trẻ, thì Công chắc chắn là có sự lãng mạn nhất định của một người sinh viên. Và sau có một cái biến cố, sự cố gì đó thì cái tính cách của cậu này với vợ có sự thay đổi. Đặc biệt là cái thái độ và cái thể hiện tình cảm ở bên ngoài. Thì những cái sự cố, những cái câu chuyện phía sau, những cái biến cố đó như thế nào thì những tập tiếp theo về sau để khán giả sẽ hiểu. Phương không phải là quá hy sinh và quá chịu đựng đâu. Không phải là một cái phụ nữ mà cứ nghĩ là mọi người xem mọi người sẽ hiểu. Không phải là một người cam chịu hay là hy sinh cho chồng hay gia đình bởi những thứ nó vô lý hoặc là những thứ mà thực sự không đem lại niềm vui cho cô ý. Thì kiểu anh nghĩ rằng là trọng Phương ấy, Phương sẽ phải cảm thấy là tại sao mà Phương làm như vậy, tại sao Phương lại yêu gia đình đến thế, tại sao Phương lại hy sinh như vậy. Bởi vì cô cũng không phải xuất thân từ một người quá nghèo khó hay như nào mà đến gia đình lấy chồng là có vẻ như kiểu hy sinh tất cả và như một cái người giúp việc trong gia đình được. Ở diễn biến tiếp theo, sóng gió liên tục ập đến, thử thách hạnh phúc của cặp đôi Công Phương đồng thời tiết lộ những bí mật từ thời thanh xuân. Đảm nhiệm vai diễn có chiều sâu nội tâm, diễn biến tâm lý phức tạp đã mang lại sự hào hứng cho hai nghệ sĩ khi nhập vai. Phân đoạn riêng của hai vợ chồng sẽ có những cách biểu hiện tình cảm, cách xây dựng và cái màu sắc ở đây nó cũng rất là đặc biệt và rất là khác biệt trong với tất cả so với những cái cặp đôi khác từ bố mẹ hay các em. Cái cách diễn tả của các bạn biên kịch và đạo diễn dành cho Công Phương cũng là một cái màu sắc nó rất là khác, rất là riêng biệt. Những cái phân đoạn đó thì về sau sẽ xuất hiện nhiều hơn, khán giả sẽ hiểu hơn nữa về cái mối quan hệ của cái cặp vợ chồng này. Càng về sau thì cái tình cảm của Công với Phương càng rất là nhiều đoạn mà khi mà quay cùng với Sự thì anh rất là thích. Vì nó có một cái gì đấy mặc dù muốn nói ra nhưng nó lại kìm lại, mặc dù là nhìn như thế này nhưng nó lại không phải như thế này. Thì anh nghĩ đấy chính là những cái thú vị và cũng là những cái điều mà trong cuộc sống chúng ta rất hay gặp. Phương nhạy cảm, dễ tổn thương, sánh cặp cùng Công khô khan, ít quan tâm tới vợ. Sự trắc trở chuyện con cái khiến cả hai ngày một xa nhau. Trong những diễn biến tiếp theo, cách đối diện mâu thuẫn và giải quyết bằng tình yêu, sự quan tâm lẫn nhau của cặp đôi riêng và cái sự thể hiện tình cảm kiểu riêng. Và hy vọng là tới đây mọi người sẽ càng thấy rõ hơn được về cái cách mối quan hệ của Công Phương trên phim thông qua cái sự hợp tác giữa Quang Sự và chị Kiều Anh. Bộ phim còn rất là dài và Kiều nghĩ rằng sẽ còn rất nhiều thú vị, còn rất nhiều những cái điều hé mở mới cũng như là rất nhiều cái sự bất ngờ của phim. Kiều cũng rất là mong mọi người sẽ tiếp tục chờ đón và tiếp tục ủng hộ cho đoàn làm phim Gia đình mình vui bất thình lình.